cái bữa vỗ nó có ngay không? Không. Không à. Em cứ sót sao lưng nó mà em hù nó vậy? Hả? Cứ sót sao lưng hù mà nó thương cái mái tuổi gì? Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng phương pháp đặc biệt, khiến dư luận không khỏi bàn tán, thắc mắc. Theo nội dung đoạn clip được đăng tải, nam thanh niên chỉ bằng cách yêu cầu người bệnh đếm số theo mình, rồi liên tục ấn và vỗ mạnh vào tai của thiếu niên bị câm điếc. Sau đó, thần y hét rất lớn vào tai thiếu niên câm điếc và hỏi: "Có nghe không?" Thấy người này gật đầu, thần y liền tuyên bố đã khỏi bệnh. Tiếp đó, một cô gái khác cũng đã được nam thanh niên chữa trị bằng cách tương tự, liên tục ấn vào tai, bấm dưới cổ. Nhưng bất ngờ, nam thanh niên này cầm tới một chiếc khăn, yêu cầu cô gái thè lưỡi ra và dùng tay nắm lấy đầu lưỡi cô gái rồi kéo. Tuy nhiên, do quá đau đớn, cô gái gục xuống, nam thanh niên mới dừng lại. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Dù chưa biết người bệnh có phải trả phí hay không, nhưng việc chữa bệnh bằng những phương pháp phản khoa học như vậy khiến người xem không khỏi bất bình. Người đăng tải đoạn clip cho biết sự việc này diễn ra tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh.